đang thưởng thức chất âm của đôi loa Tăng Noi, loa tai ha, loa tai của hãng Tăng Noi sản xuất. Thước thì cao đúng một gang tay của em luôn, khoảng 22 cm, sâu thì khoảng mười mấy, ngang thì khoảng, thì nói chung kích thước của một đôi loa tai thì anh em đã biết rồi, nó cũng như Boss 101 vậy. Nhưng mà này của Tăng Noi sản xuất nha anh em, model nó là TH, đôi là nòi đấy, Made in Brighton by Tăng Noi là tới đây, nòi Tăng Noi đấy, xịn nha. Bát nó khoảng 14 cm, lột tay thương hiệu Tăng Noi thì không phải nghĩ nữa rồi. Ê, chất nữa thì anh em đã biết rồi. Tháo lưới ra nó cũng còn được một cái lưới bảo vệ nữa, nó bảo vệ hai lớp luôn. Đôi này thì giá nó 2,2 triệu nha anh em, cực kỳ đẹp luôn, 2,2 triệu, loa đẹp luôn, giá cũng đẹp luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Xin cảm ơn.